Gặp lại anh về. Thì cái này ăn được mà cũng uống được luôn các bạn. Thành thử là mình không biết đặt tên chuyên mục là gì, nhưng mà tại vì cơ bản là nó là sữa chua và nó ăn, nên là mình sẽ vẫn gọi nó là gấu ơi ăn gì. Các bạn có comment cho gấu rất là nhiều là anh gấu ơi, anh gấu ơi, hãy nấu đồ ăn đi, tự chế đồ ăn đi. Đồ ăn trên cái Sài Gòn này bây giờ nó kiểu nó bị bão hòa rồi, không có chỗ nào mà bán đồ ăn mới nữa chứ, không ai nghĩ là món mới đang ăn chân á, thì anh gấu tự làm đi. Ok, và theo những yêu cầu của các bạn thì hôm nay gấu sẽ chế biến đồ ăn. Và món được chế biến ngày hôm nay đó là những món sữa chua mà gấu có thể làm được tại văn phòng SNO. Và đồng hành với mình ngày hôm nay đó chính là sữa chua dẻo. Well yo! Ok, và trên đây gấu đó chính là ba sản phẩm mới sữa chua dẻo Well Yo. Đó, mình sẽ có ba hương vị, đó là vị tự nhiên nè, vị natural, vị cam và sữa chua dẻo Well Yo vị chanh dây các bạn. Hôm nay mình sẽ chế biến món ăn bằng cái loại sữa chua dẻo Well Yo này. Mình nghe nói á là sữa chua dẻo Well Yo này được làm bằng thành phần tự nhiên và được thêm 70% sữa chua trong đây nữa, thì bản thân mình là người mà chế biến thì mình cũng đòi hỏi cái nguyên liệu của mình cũng phải tốt, thì mình quyết định là chọn sữa chua dẻo Well Yo này. Thì mình cũng thử nhiều cái rồi nhưng mà mình cảm giác như cái này nó hợp lý nhất. Ngon quá. Đây là mình đang ăn cái sữa chua tự nhiên nha, sữa chua bình thường á, thì cảm giác cắn vô giống như là bạn đang cắn vô một cái miếng nếp, một cái miếng bánh dẻo vậy bạn. Béo và hơi chua chua ngọt ngọt một xíu, nói chung là rất là vừa ăn. Cái sữa chua này nó rất là dẻo, rất là béo nên chúng ta ăn rất là thích miệng. Theo như quảng cáo của Well Yo á, thì các sản phẩm sữa chua ở đây được làm từ thành phần tự nhiên, thì mình sẽ thử coi là nó có đúng thật là như quảng cáo không nha. Ngon. Mùi cam ra rất là rõ và ngon quá. Cái mình thích nhất ở cái sữa chua Well Yo này, ngoài cái vị sữa chua thơm ngon và cái kem sữa chua thì nó rất là dẻo, một cái vị béo trong miệng chúng ta, nhưng cái béo đó nó không làm chúng ta cảm thấy bị ngán, bị chán. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử chanh dây các bạn nha. Wow, cái mùi chanh dây này á là cái mùi chanh dây giống như là mình xắt cái quả chanh dây luôn khi mình húp cái miếng đầu tiên. Khi mà ăn vào trong miệng á, cảm giác của các bạn sẽ là giống như là đang giỡn với lại cái cục kem sữa chua Well Yo gì đó. Bởi vì á cái cục sữa chua nó rất là dẻo, nếu các bạn cắn á thì giống sữa chua giống như nó đang chạy tới chạy lui, chạy vòng trong miệng các bạn. Rất là sướng. Mình đã để những cái bịch sữa chua Well Yo này từ hôm qua rồi, thì mình khi mà sáng hôm nay mình quay á thì mình cứ tưởng là nó sẽ bị đông đá, nhưng không, cái điều bất ngờ của mình á, cái sữa chua Well Yo nó giống như mấy cái loại kem của Hàn Quốc kia đó, khi mà để đông nhưng mà nó sẽ thành một cái dạng dẻo. Những cái kem mà bị cứng và những sữa chua cứng là phải nài. Nhưng mà cái này thì không, chúng ta ăn rất là nhẹ nhàng sẽ tan dần vào miệng chúng ta. Ok, và chúng ta sẽ đến với phần chính ngày hôm nay, đó chính là làm thức uống từ sữa chua Well Yo. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thôi. Vào bếp cùng bé. Ok các bạn, và cái món đầu tiên thì mình sẽ tận dụng đó là sữa chua dẻo Well Yo chanh dây. Đó, đây là cái nguyên liệu chính chúng ta. Và chúng ta sẽ có thêm một cái chai nước để giống như là tăng thêm cái hương vị cho cái sữa chua dẻo Well Yo này. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt tay vào để làm thành hai món mà gọi là mình tâm đắc nhất ngày hôm nay. Đó chính là món sữa chua dầm trái cây và sữa chua chanh dây. Nói chung là mình cũng chưa biết gọi món này nó tên gì được. Cái là sữa, mình sẽ làm bằng sữa chanh dây, còn một cái là mình làm sữa chua bình thường. Thật ra là nó không chỉ dẻo không mà cái phần kem sữa chua nó còn sánh mịn nữa các bạn. Đó. Mình sẽ cho vô. À, mình sẽ dần nó ra các bạn. Dần nó, nhưng mà nó đang còn hơi cứng nên là mình sẽ nhẹ nhẹ tay với nó một tí. Đó, cho nó mềm lại. Mình có mua được một ít cái này gọi là mứt chanh dây các bạn. Mình sẽ cho một ít mứt chanh dây lên đây. Đó, thì mình sẽ cho thêm một
ít gọi là chanh dây sống vô. Mình sẽ cho thêm một ít gọi là syrup chanh dây lên cái phần bên này. Cho một ít sữa lên, một ít thôi nha các bạn đừng cho nhiều quá nếu không là nó sẽ kỳ lắm, tại vì mình muốn có một xíu độ béo của sữa lên đây. Ok, và đây là món gọi là sữa chua tấm chanh dây. Các bạn thấy không? Thì vẻ bề ngoài nó là những cục sữa chua, xung quanh của những cục sữa chua này là sốt chanh dây. Ở giữa của nó thì có mứt chanh dây, một ít sữa đặc để tăng thêm cái độ ngọt, bởi vì mình sẽ ăn kèm chung với đá. Và thêm nữa là một ít chanh dây sống để tạo ra một cái mùi. Và ok, và đến món kế tiếp. Món kế tiếp thì đây là món gọi là trái cây dầm, sữa chua trái cây dầm các bạn. Cái loại sữa chua mà mình dùng hôm nay á, đó là sữa chua dẻo queo vô tự nhiên. Đó, mình sẽ cho vô đây hết. Thì các bạn lưu ý nha, với cái món mà sữa chua dầm trái cây này thì các bạn nên để cái cục sữa chua của mình nó bớt đông một xíu, bởi vì khi mà đông quá thì các bạn sẽ khó mà dầm. Ngon quá chừng. Đó, chúng ta sẽ dầm những cái cục sữa chua ra các bạn. Lúc mà Gấu để tủ lạnh á, thì những cái cục sữa chua này thì nó đã bắt đầu là nó đông lại thành dạng dẻo rồi, nên là bây giờ chúng ta phải dầm ra. Tùy vào các bạn thích loại trái cây nào thì ở đây thì mình có xoài, mận, táo và nho. Đó, mình sẽ cho vô vừa đủ thôi nha, tại vì nhiều quá là ăn không ngon đâu. Nhiều quá tại mình chúng ta dầm không được là ăn không ngon đâu. Quay lên. Mình nhìn mình đã thấy kích thích rồi các bạn. Và đây, đây chính là được làm bằng sữa chua Veo. Và chúng ta cùng xem coi nó có ngon không nha. Thật sự mình làm xong rồi mình cũng không biết là nó có ngon không nữa. Bây giờ mình sẽ review nó cho các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó có thêm một miếng mứt nè. Thì mình lấy một miếng mứt mình bỏ lên. Quá là ngon. Mình sẽ ăn thử một cục sữa chua không. Cái sữa chua á bạn, nó sánh mịn đến nỗi mà nó khi mà chúng ta sắn vô một miếng vậy nè, ăn vô nó hòa lại với lại cái nước sốt á, cực kỳ ngon luôn. Đúng như tên gọi của Elvio thì sữa chua này là sữa chua dẻo, ăn rất là dẻo. Đây là cũng là một cái món mà có thể là vừa ăn mà vừa uống, mà có thể được giải khát được trong mùa hè. Sau khi dùng món sữa chua tấm nhanh dây thì chúng ta sẽ qua đến món là sữa chua dầm trái cây nha các bạn. Wow, các bạn thấy không? Đây. Wow. Nhìn hấp dẫn quá. Ngon quá. Nó khác hoàn toàn với những loại sữa chua khác luôn. Bởi vì cái phần kem tuy nó đã mềm rồi, nhưng mà nó vẫn còn giữ được cái độ dẻo của cái sữa chua. Và khi mà chúng ta dầm với trái cây á, thì các bạn cảm giác giống như là đây nè, nó rất là dính với những cái cục trái cây. Thật ra nó đã mềm rồi lắm rồi đó, nó dính với những cục trái cây, các bạn thấy không, ngay đây nè, đó. Và ăn rất là lạ miệng và rất là thích. Đây là cái sữa chua mới, anh thì nãy anh ăn thấy rất là ngon, nhưng mà anh muốn kiểu là những cái nhận xét cho nó công bằng một xíu. Thế nha các bạn, đây là Hukuchi. Chào mọi người. Ăn cái loại nào? Cam nè, chanh dây nè, còn này là thuần tự nhiên. Chanh dây, em ngồi tới có bệnh quá mà. Không, đi được rồi. Dễ không? Ngồi bé cái vô, bắt cái tay. À, biết cái đó. Tôi nhịn cười. Sao anh ơi, kiểu như là đi ngoài trời nắng ăn cái miếng này vô, trời ơi má hết ruột. Một quan trọng á, cái này là em có thấy được cái mùi chanh dây em đặc biệt không? Có. Thơm không? Thơm giống thật vậy đúng không? Tại vì cái nguyên liệu ở cái sữa chua này là nguyên liệu tự nhiên. Rồi, có muốn thử thêm loại khác không? Hay là sữa chua tự nhiên. Vị tự nhiên, thử coi. Em thích cái gì natural anh ạ. Thử coi.
ngon nè, cái này ngon nè, em thích cái này. Em thích cái này hơn nè. Thì kiểu như các bạn, sữa chua mà khi mà chúng ta cho trái cây vô á thì sẽ có người thích, có người không thích, nhưng mà đa số mọi người đều thích cái sữa chua thuần tự nhiên kiểu này các bạn. Cái này là mẹ em làm á, cái vị mẹ em làm. Ồ, giống như vị nhà làm luôn. Ồ, sữa chua ngon như nhà làm. Ồ, động sao quên rồi. Hồi bé á là nhà mình là mẹ mình là kiểu như bán sữa chua á, cái này nhà mình cũng phải đi tin tin ăn á. Mà ngon rồi. Một loại sữa chua có thể chế biến được rất rất là nhiều món ăn. Đây chỉ là hai món ăn tiêu biểu thôi. Riêng về hương cam thì Gấu thấy hương cam là một cái hương mà chúng ta nên ăn không, và ăn không rất là ngon. Gấu có thử chế biến rất là nhiều loại rồi, nhưng cái việc mà ăn không cái hương cam này thì nó là ngon nhất. Còn hai món này ăn không vẫn ngon, nhưng mà nó có cái hương vị có thể giúp chúng ta chế biến được thành món khác. Các bạn nghĩ sao về hai cái món mà Gấu chế biến từ sữa chua dẻo queo vô thì hãy comment phía bên dưới cho Gấu nha. Ok, và cuối cùng mình đã chế biến được hai món nước bằng cái loại sữa chua mới, sữa chua dẻo queo vô. Và nếu mà các bạn thích sữa chua queo vô thì các bạn có thể tìm mua ở các siêu thị tiện lợi và tất cả siêu thị trên toàn quốc, bởi vì sữa chua queo vô đang bán ở khắp đất nước Việt Nam của mình. Và đây chính là tuổi thơ của Gấu lúc Gấu còn nhỏ với cái loại sữa chua đá của Kiddo's Food. À, cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối với một ông uống lên bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.